cảnh báo hiện tượng các đối tượng lệch chuẩn, kích động bạo lực tràn lan trên mạng xã hội. Ra lệnh cho đàn em lùng sục đối thủ. Đảng này cho phép các chủ tài khoản livestream nhiều người. Vì vậy nhiều năng giang hồ mạng liên tục livestream, cố tình tạo mâu thuẫn kịch tính, công kích chửi với nhau, thách đấu trên mạng để đánh vào tâm lý tò mò hiếu kỳ của người xem, đặc biệt là giới trẻ. Thích thì tốt, ghét cũng chẳng sao. Sống là để đi cùng chung chi hướng, chứ không phải lượn theo dòng nước, làm hài lòng thiên hạ bốn phương. Tính cách đã chẳng giống một ai, nhưng nào đâu sống có sai với ai. Sống bao dung, không lừa lọc một ai, không lợi dụng hay phụ thuộc ai. Ta là chính ta, lương tâm ta tự biết, chưa từng ngồi tìm cách sống với anh em. Ai ghét thì ghét, mặc đời xét tên, không cần chứng minh sự thật sẽ hiện lên. Ta là chính ta, không hổ thẹn với đời, dù đời lạc lối trách nhầm ta người ơi. Mặc đời phán xét ta cứ sống thế thôi. Ai ghét thì ghét, không hổ thẹn với đời. Tính cách đã chẳng giống một ai, nhưng nào đâu sống có sai với ai. Sống bao dung, không lừa lọc một ai, không lợi dụng hay phụ thuộc ai. Ta là chính ta, lương tâm ta tự biết, chưa từng ngồi tìm cách sống với anh em. Ai ghét thì ghét, mặc đời xét tên, không cần chứng minh sự thật sẽ hiện lên. Ta là chính ta, không hổ thẹn với đời, dù đời lạc lối trách nhầm ta. Sống thế thôi, ai ghét mặc ghét ta vui là được rồi. Ai ghét thì ghét, không hổ thẹn với đời. Ta là chính ta, lương tâm ta tự biết, chưa từng ngồi tiệc cách sống với anh em. Ai ghét thì ghét, mặc đời xét tên, không cần chứng minh sự thật ta hiện lên. Thì ghét, không hổ thẹn với.